Ngon quá, con này béo. Béo à? Ngon hơn. Bao lâu rồi chú chưa được ăn con này? Lâu lắm rồi đấy, nay được ăn đấy. Cũng khoảng lâu lắm rồi, hôm nay lên nương mới được ăn này. Tìm mai thấy nhỉ? Ngon hơn. Nó phải béo thế này mới được. Nó ngậy luôn. Ngon thật. Con này nó không có mật đâu, nó không đắng. Không đắng. Không có mật nó không đắng mà nó ngọt. Nó bùi thế này. Ngon thật. Ngon, con này ngon. Con có nào không? Chú lè lưỡi xem nào, cho khán giả xem nào. Đấy. Còn một tí ấy nữa thôi. Ôi, hết rồi. Ăn phải thế nó mới khỏe được chứ. Ăn thật. Đấy. Ăn thật chứ. Hết mất rồi. Ê. 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 Con này với con này là con béo. Ấy. Hay nữa. Ui nhiều thế. Ui ui ui. Ui ui. Ui. Ăn bát vô con này ấy. Ui. Ui. Chạy đâu mất rồi. Ui. Đâu rồi? Ui. À. Ui. 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 Ngon quá. Còn rơi không hả? À đây à? Đây rồi. Rồi. Đúng là clip thật. Ây da. Còn làm mỗi hai con. Có mấy con này ăn quá. Ăn ngậy. Sắp đôi luôn à? Ăn luôn hai con phát một à? Ui, ui, ui. Ôi, nó còn ra mất. Ui, khô được ra à? Ngon thật. Con ăn con này vị của nó kiểu nào chú? Ngọt lắm. Ngọt. Ngọt mà béo lắm. Béo. Ngậy còn ngọt. Ô còn một con này đâu nhỉ? Còn con đây. Nhiều thế. Ngon thế. Con này to béo. Ô con này to nhất đây nhỉ? To nhất mà béo. Hết. Nhìn chú ăn cảm tưởng kiểu nó dai dai thế. Ngon quá. Béo lắm con này nè. Béo. Nó to mà. Ngon hả? Ôi à, khỏe người đấy. Ăn thế là đầy bụng đấy, no đấy. Ăn thế mới khỏe được. Thế chú ăn được tầm khoảng bao nhiêu con là nó no? Ăn khoảng 6-7 con là no rồi. 6-7 con à? Thoải mái rồi, bụng thoải mái. Nó đi cả ngày luôn, chẳng sao. Chứng tỏ con này có nhiều chất dinh dưỡng này nhỉ? Thế. Ngon thế mà.